Dạy đạo cứu đời. Vào khoảng mùa hè năm Canh Thìn 1940, Đức Huỳnh Giáo Chủ đang lưu trú tại nhà ông Hương Bộ Võ Mậu Thạnh ở Rạch So Đũa, thuộc làng Nhân Nghĩa, tỉnh Cần Thơ. Tại đây, Ngài tiếp tục phát phù trị bệnh. Bá tánh và tín đồ xa gần tới lui tấp nập. Hôm ấy, có ông Hương Quảng Chiến, xã Phú Thành, Hương Chủ Lâm Thơ Cưu ở xã Mỹ Hội Đông và ông Cả Hân ở xã Long Kiến, cùng một số tín đồ từ Long Xuyên, Châu Đốc đến viếng Đức Thầy. Suốt ngày, người ta kéo đến nhờ Đức Thầy trị bệnh không ngớt. Sau đó, Ngài đem lời đạo lý ra bài giải, khuyến khích mọi người lo tu hành để thoát khỏi sự khổ triền miên từ kiếp này qua kiếp khác. Có đoạn Ngài nói: Tôi có bổn phận dạy đạo để cứu đời, chứ không phải trị bệnh cứu đời. Nhưng bá tánh không hiểu, cứ kéo lại xin thuốc xin bùa mãi, buộc lòng tôi tạm dùng ít giấy vàng, lá cây, nước lạnh mà giúp đỡ họ, để họ có dịp gần gũi và nghe được lời đạo lý mà tu hành thoát khổ. Cho sau này số người mắc bệnh có lúc đông không thầy thuốc nào cứu kịp. Nói đến đây, Ngài đưa bàn tay trái lên và điểm từ ngón mà nói rằng: Nếu bây giờ bá tánh không tu, chừng sau đúng thời kỳ rồi, con Phật, Phật dắt, con ma, ma bắt, con quỷ, quỷ diệt. Thuật theo lời ông Huỳnh Hữu Hạnh, tự Hương Quảng Chiến. Phần nhận xét: Đức Thầy cho biết nhiệm vụ của Ngài là dạy đạo cứu đời. Thật vậy, các đấng cứu thế bao giờ cũng chú trọng vào việc đưa chúng sanh ra khỏi sông mê, trở về bờ giác, mới vĩnh viễn an vui. Thế nên, lòng từ ái chứa chan của bậc đại giác như Ngài thì bao giờ cũng muốn cắt đứt cái khổ sanh tử triền miên mà đưa con người đến chân hạnh phúc. Còn việc chữa bệnh cứu đời là phương tiện để độ kẻ nghiệp nặng tình sâu. Bởi người được giải thoát sanh tử mới hoàn toàn hết khổ, còn kẻ được cứu khỏi bệnh thân thể chỉ là một giai đoạn tạm thời, chớ làm sao mà hết khổ được. Thế nên ta hãy gấp rút tu hành, kẻo tử thần không hẹn